Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh võ thuật của Toàn. Thì hôm nay Toàn hướng dẫn anh em tập tốc độ với cái bao hay còn gọi là bao tam bình thung này. Thì nó có phần 1, 2, 3. Như vậy là người ta gọi là tam bình thung, thì giúp cho anh em có thể tự tập tại nhà. Thì luyện tốc độ với tam bình thung này thì anh em trong cái bao này mình đã đổ cát sẵn rồi. Đây. Thì chúng ta sẽ luyện. Thứ nhất là chúng ta luyện tốc độ của Vịnh Xuân. Đấy. Mà nó đấm dọc nha các bạn, mà đấm dọc là như vậy là tốc độ của Vịnh Xuân. Khi mà anh em đấm quen là anh em sẽ đẩy tốc độ lên còn nếu mà anh em tập cổ truyền á, tập cổ truyền thì anh em đấm ngang mà đấm như vậy, karate nó cũng vậy, đấm ngang đây đây. Và còn ngoài ra còn những đợt chém tân chỏ. Thế là đấy là một số những bài tập mà liên quan đến tam bình thung và luyện tốc độ tại nhà. Thì thường thường thì mình chưa có một cái video nào để làm về cái này hết. Đây là video đầu tiên của mình. Thì còn rất nhiều những cái kỹ thuật khác nữa, thì mong là anh em có thể là trang bị cho mình một cái và mình sẽ tập tùy ý theo cái môn phái của các bạn. Ví dụ như các bạn tập môn nào, ví dụ như võ cổ truyền hoặc là muay thái hoặc là vô Việt Nam hoặc là karate, giống như karate vậy đấy, thì các bạn có thể biến hóa nó ra. Ví dụ đây đấy, thì các bạn có thể tập thêm nhiều cái bài nó khác hơn nữa. Thì mình đây mình chia sẻ thì nó không được nhiều lắm, bởi vì cái môn mỗi một môn nó một khác, thì anh em có thể mua về thì tập theo kiểu của các anh em nữa. Thì đấy là một số những cái bài tập mà mình muốn chia sẻ với anh em để mà tập luyện tốc độ và tập luyện cái độ cứng của đòn tay. Các bạn cứ đấm giết như vậy thì nó rất chỉ là cứng, bởi vì mình đã đổ cát ở bên trong, đánh một thời gian tay của bạn ấy cũng là gọi như là cũng ok rồi, nó cứng chắc rồi. Thì nếu anh em nào quan tâm đến cái bao này thì cứ liên hệ trực tiếp với Toàn nhé, để Toàn được có thể là chia sẻ với anh em thêm về cái bao này nữa. Có đường link vào Facebook và Zalo của mình ở dưới phần mô tả của video. Rất mong anh em sẽ quan tâm tới mình nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại anh em nhé.